bái ngồi đi chưa bái. Cô bên đây vướng cái chân. À vướng chân hả? Vướng chân xích quan cái nữa. Còn đây cho chú bái khỏi vướng. Không, anh rồi chú bái ngồi giữa để chứng kiến hết mà. Đó. Thì chị mời chị ngồi luôn. Đó. Rồi, em qua. Chị con là Nguyễn Hữu Phước là hồ Phúc Hồ. Là hồ. Tôi cắt cử hai người vì không phải lo cho sư bá mà để cho anh Vũ chăm chút cho sư bá. Bên này cũng Vũ nữa, Vũ lớn, Vũ nhỏ. Còn thằng nữa là Vũ Công, nó chưa tới thôi. Bữa nay là sư bá có hai người để lo đó. Một người là lo cho sư bá bị con bữa nay là làm trưởng, còn phải tới lui, cũng phải nói chuyện, chạy tới chạy lui với học trò rồi này kia đó. Con cũng đang ngồi với sư bá rồi ba bốn tiếng rồi đó. Bữa nay cho mấy anh này thăm lại sư bá, nhất là ông này nè đó. Sư bá kể chuyện đời xưa cho ông nghe, ba của ông hồi đó làm cái gì kể chuyện cho ông nghe cho ông được. Nói gì chứ mai mốt tụi con cũng sẽ qua thăm sư bá nữa. Giờ tìm ra được rồi. Trước tiên thầy cũng giới thiệu trước. Đây là thầy Trần Nhân Từ, năm nay được 94 tuổi. Đó là sư huynh của thầy Hồ Hải Long của thầy. Thì tất cả các học trò dưới phải gọi đây là sư tổ bá, sư bá tổ chứ nó lộn, sư bá tổ đó, sư bá coi như tổ đó. Thì bây giờ các học trò dưới gọi là sư tổ cho nó tiện đó. Thành thử nên tất cả bây giờ trước mặt sư tổ đây đó, là sư bá của thầy, thì tất cả đứng lên chào cung kính sư bá một lần. Tất cả chào sư bá. Rồi, thôi được rồi, ngồi xuống đi. Sư bá là người còn sống sót ở tại Sài Gòn này, chỉ người duy nhất là sư tổ đây. Còn các cụ kia thì cũng đã đi về trên hết rồi đó. Thì sư bá năm nay là 94 tuổi nhưng mà vẫn còn khỏe, coi sư bá đi không được vậy đó, nhưng mà thò tay vô với sư bá là lãnh đòn liền. Tay của sư bá nhanh cực kỳ chứ không phải vừa đâu đó. Thì sư bá tập luyện từ hồi đó tới bây giờ cũng đều thành thử như sư bá. Coi người lớn tuổi ai cũng vậy rồi, mai mốt thầy cũng yếu như sư bá, biết đâu mà thầy còn chưa được cái số như sư bá nữa đó. Thôi thì ơn trời sư bá còn ngày nào, bây giờ thầy tìm ra được sư bá rồi, thì coi như mỗi lần có cái dịp gì thì thầy cũng kính mời sư bá đến để dự đó. Đó, con xin nói vậy với sư bá vậy. Rồi còn ngày hôm nay là ngày dỗ kỵ của thầy con đó, thành thử nên các học trò đến đây họp mặt nhau làm một cái bữa dỗ và cũng để tưởng nhớ công ơn thầy con dạy dỗ đó. Vì có thầy thì mới có con thì mới có các môn đồ như thế này để mà truyền bá, không làm cho thầy con hổ thẹn vì tụi con đã truyền bá được, nhất là con cũng truyền ra được nước ngoài rất nhiều đó. Còn cũng có một số anh em cũng ở trong nước cũng truyền bá được, thì cũng làm rạng rỡ tông môn, rạng rỡ cho cái danh môn của mình đó. Sư bá bây giờ còn sống được, sư bá cũng chứng kiến được tụi con, sư bá cũng cảm thấy vui mừng vì tụi con đã làm được việc đó. Dù cái thời nào tụi con cũng ráng vươn lên để mà mở rộng ra đó. Nên con xin phép là hôm nay trước khi để nhập tiệc thì tất cả đứng lên tưởng niệm sư tổ Hồ Hải Long Phúc.
sư bá cứ ngồi, sư bá cứ ngồi, sư bá đó tất cả luôn. Con thì khỏi giới thiệu, con tất cả đều biết rồi, con kính chưa bác vậy. Các anh, các chị em biết rõ cụ như thế nào, nói qua cái lời tôi tả lại thôi. Dạ, dạ. Không phải là như thật mà trông thấy, thế nhưng mà tôi cũng phải nhớ được cái hình ảnh cụ như thế nào. Dạ. Thường thường là cụ Thái Công đi ở ngoài đường ấy thì mặc cái áo dài của cây hoa, không ai biết cụ là người võ sư nào. Thế thì đến nơi cái chỗ mà dạy học các học trò đó, lúc bây giờ cụ mới cởi cái áo ra, thì cụ có một cái que giấy mà làm cái ống giấy dài dài thế này, thì lúc bây giờ thường thường là cụ cứ để đi cầm tay ấy, cụ thổi lên một cái thì cái đó nó bùng cháy lên. Dùng cái đó để cụ châm cái điếu thuốc cụ hút, à, xong cụ bảy nó tắt đi. Thế rồi cụ cứ để cái đó, cái que giấy đó cho nó cháy. Thì trong khi ấy là cụ dạy cho học trò. Thì giấy, cái que giấy cháy đó nó coi như là cái đồng hồ để cụ biết chừng là cụ đã dạy được bao nhiêu phút cho học trò ấy rồi, có người khác vào thay. Đấy là cái cách của cụ lúc đến dạy là như thế. Thế xong rồi dạy xong rồi thì cụ lại mặc cái áo dài vào, cụ đi ở ngoài đường như là một ông cụ già để làm họp đi thế thôi, thì không ai biết đó là một vị sư võ sư rất giỏi. Đấy, còn cái từ thời điểm cụ sang bên Bắc Việt thì cái có người nói khác nhau, có người thì nói vào khoảng đó 1930, con người thì nói là muộn hơn, con người thì nói là sau cái chiến tranh và Nhật Bản với nước Trung Hoa thì là cụ mới sang Việt Nam, có đánh nhau với Nhật cùng với lại các đồng chí, rồi đến lúc mà thua Nhật Bản thì cái nhóm đồng chí mới chạy sang Việt Nam, trong khi là có một bài như các cụ ở Việt Nam đó, nhưng cái lúc đầu thì mình cũng không biết là có những nhân vật như thế ở trong bờ Bình Xuân. Mình chỉ biết là có một võ như thế, nhưng mà mình không biết là những ai và là những thời điểm nào. Nên đó mà cụ là Thế Công sao thì chúng tôi gọi là Thế Công, nhưng mà chính là cụ mới là tên là Nguyễn Thế Vân, là bỏ cái Thế Vân đi rồi nói là Thế Công, đó là người Anh. Còn người em nữa thì là Nguyễn Kỳ Sơn, ông này là dạy võ ở bên Nam Dương, và về sau này truyền nó xuống phía Úc, thì đó là cái ngành của ngành Vinh Xuân Nam Dương. Đấy, thì nó có hai chi nhánh, một chi nhánh là ở Bắc Việt và một chi nhánh là ở Nam Dương. Thế bây giờ còn nảy ra một người mới nữa ở ngoài Bắc là ở Việt Nam này, tức là cái ông Lương Đi. Bây giờ các cụ có thể nói, có khi có báo chí thì sẽ đặt lên Lương Đi là cái người mà nói là coi như là đứng đầu cái phái Vinh Xuân ở nước Việt Nam hay là trên thế giới. Nhưng mà đó là cái ông chủ quan thôi, chứ còn cái chuyện ông như là thực là trưởng môn hay là tất cả thế giới đều biết thì cái đó chưa chắc. Ông ấy là họ hàng với lại mấy ông họ Lương, tức là ông Lương Tám, Lương Bích và Lương Đĩ là chính là cái ông ấy đó. Thì đấy, ông Lương Tám và Lương Bích thì mất rồi. Thì nhưng mà trong võ sở, trong giới võ với lại trong sách võ thì vẫn nói đến mấy anh em là ông họ Lương đó, ở gọi là Phật Sơn. Phật Sơn là cái võ võ là gốc tích là Phật Sơn đấy. Thế thì Phật Sơn đó là ở trong khoảng Quảng Châu đó,
tức là không biết Quảng Đông, Quảng Tây hay nào, nhưng mà nó là trong này, trong phạm vi Quảng Châu. Tức là Cần Thơ á, người ta nói Quảng Đông, Quảng Tây á, đấy, trong cái đó là có nơi là Phật Sơn. Phật Sơn là ở bên Quảng Đông? Là ở trong cái vùng Quảng Đông đó. Nhưng mà mình không biết điều đó, biết chắc là thế nào. Bởi vì tương truyền rằng là môn võ đó lúc đầu là có liên quan với cái gọi là hồng thuyền, mới gọi là hồng thuyền hí ban, thế là bởi vì cái nó mới di động bằng cái thuyền. Thuyền và thường thường là đứng ở trên thuyền mà tập võ hay là học võ, thế cho nên nó mới có cái tính đặc biệt của Vinh Xuân là cái kiềm dương mã hay là kiềm dương tấn. Tết là cái tấn là hai cái đầu đùi của người ta nó hơi song song với nhau trước và nó hơi thấp xuống, đấy gọi là kiềm dương tấn hay là kiềm dương mã, là vì thế. Thế thì cái kiềm dương mã là một cái đặc điểm, là một cái bộ tấn của riêng Bình Xuân, nhưng mà không mấy người cái đấy bình thường thì đấy cả. Ai xem một người có Bình Xuân ấy thì cũng chỉ thấy là đi lại bằng cái chân hơi thấp xuống thôi. Thế thì có thể có những bộ pháp khác nhau, nhưng mà trong các bộ pháp đó thì vẫn có một bộ pháp chính, tức là có long bộ, có xà bộ, có hầu bộ nữa, có sư bộ nữa, có tất cả 8 bộ theo các hình thú, nhưng mà không mấy người người ta phục đủ hết tất cả 8 bộ đó. Thế đó là cái ở trong Bình Xuân, vì thế cho nên chỉ nói đến 5 cái hình thôi. Thế là Long xà hổ bát quyền thì có là long xà hà, xà long hổ xà hổ bát hà, thì không có nói thêm. Thế thì đã trái lại ở bên Thiếu Lâm thì họ có 5 cái bộ pháp khác, tức là họ có cái là mã tượng siêu hình điêu. Mã tượng siêu hình điêu. Vâng. Thế thì nó lại có là 5 cái nó khác với cái 5 xà hổ bát hà, nhưng mà đó là của Thiếu Lâm chứ không phải là của Bình Xuân. Thế là như là cũng có ngũ hình, nhưng mà mỗi một cái bên một khác. Thì tôi có được xem 2 cái quyển sách, mỗi một quyển là nói về một cái hình của Nguyễn Xuân Quyền. Thì một cái là cái gọi là báo của họ hình đó, với một cái như là một cái là xà hình. Thế còn ở trong miền Nam này trước có một cái ông người Nam tên là ông Lục Quý Khai, đúng không, người gọi là Lục Quý Khải, Lục Quý Khai, và người em là Lục Hảo Kim, hai anh em ông ấy thì ở ngay thành phố này. Thế và cũng trong đó thì có một ông nữa Thi Đạt Chí. Ông Thi Đạt Chí thì là một nhà văn mà có học ở Bình Xuân. Ông Thi Đạt Chí là một người rất là cởi mở và rất thành thật, để có thân với lại cái ông quen chứ, quen khá thân với lại ông Đỗ Bá Vinh. Đấy. Còn ngoài ra thì tôi không biết đó. Còn có một ông nữa thì tôi không được gặp bao giờ. Có nói đến là ông Phùng Đại, nhưng mà sự thật là tôi chưa gặp ông Phùng Đại bao giờ cả. Đấy. Còn ông Lục Vĩnh Xuân, ông Lục Vĩnh Cai thì ông cũng mất sớm rồi, không hiểu tại sao. Ông mới đi tập về trong vòng một tuần sau thì là một hôm ông ấy đang nằm trên bệnh thì ông hét được một tiếng, thế giờ ông mất rồi. Thì không biết là tại làm sao, mà cũng không ai nhắc đến là tìm cái bệnh đó là bệnh gì. Và ông Lục Vĩnh Cai là mất như thế. Còn người Lục, là em là Lục Hà Kim thì tôi không biết, tôi không gặp. Đấy. Còn ở đây còn có mấy ông nữa, có lập ra một cái trường để võ mà cũng nói là của Vinh Xuân Quyền, nhưng mà chết nhận là đến lúc mà chính quyền thay đổi thì cả cái nhóm đó là đi quậy quất hết, thành ra là tôi không biết là bây giờ họ ở đâu nữa. Đấy, tôi được rồi. Đó là tôi biết ra qua về cái gì đó ở đây. Đi thăm đó thì con là Pháp Đông Giác, bao nhiêu tài liệu về ông Pháp Đông Giác, thì Pháp Đông Giác
đưa cho mấy người đệ tử ngoại quốc để mang đi làm quốc khách. Đây là tại vì trong nước mình là không biết có những tài liệu của bên này hết rồi chắc chắn. Nhưng mà chủ yếu thì có lúc mà ông đã làm cái việc đó, chắc là ông cũng phải đặt cảm giác là mê tôn quyền. Mê tôn quyền hay là mê tôn pháp, tức là của Võ Minh Giáp, cái đức kết, cái tinh hoa của Võ Phật Trung Quốc để là một cái gần như cho học trò ấy. Đó là Hoắc Nguyên Giáp và con học Gâm Giáp. Nên chứ còn cho mình biết gì hơn là cái chuyện đấy mà cho một cái cuộc pháp lý. Đây là sư tổ nha Hải, dù sao đó là sư huynh của Hải Lộc.